cần lắm mọi người giải tỏa stress nữa này. Thế rồi, luôn. Rồi, sao nào? Còn một con ốc cuối cùng ở góc này kiểu nó cứ kiểu chéo chéo nghiêng ấy. Bực. Cẩn thận đừng gầy cái gen nhé. Cái gen này nó bị chết, cái gen này không xoáy được cái đầu. Ở dưới này. À, quay ở dưới. What's up anh em, xin chào anh em đã quay trở lại với Hacom. Và hôm nay thì chúng mình có một bộ PC cực kỳ là cháy nhưng lại rất là mát luôn. Bộ PC này thì sẽ được đi nước đầy đủ bởi IK. Vậy thì tổng giá trị của bộ này là bao nhiêu tiền anh ạ? Tổng giá trị bộ này cả tất cả bao gồm linh kiện và đũa nước nó sẽ là hơn 130 triệu. Hơn 130 triệu. Vâng, vậy là chúng ta sẽ đi những thành phần gì nhỉ? Chúng ta sẽ có đây đầu tiên là CPU này, là i9-12900K mới nhất luôn này. Xong sẽ còn có cả màn hình RTX 3080 Ti. Và cái card này thì sẽ có đi nước không anh? Bây giờ sẽ là đi nước đầy đủ luôn, cả CPU cả card luôn. Đầy đủ cả CPU cả card. Và chúng ta sẽ có ở đây là vỏ cây O11 Dynamic Mini. Tức là anh khách này lại muốn chơi một điều rất là đặc biệt, đó chính là ITX. Và sẽ có tổng cộng là 2 rat dày nhỉ? Hay là... đây là một con rat là tầm trung và một con rat là rất là dày. Wow. Dày nhất bây giờ đấy. Ui, thế thì lắp cũng có vẻ hơi khoai nhỉ? Đúng rồi, và tất cả chỗ này sẽ nhét vào trong một cây. Và bản cây này là đây phiên bản mini của dòng O11. Nghĩa kích thước sẽ bé hơn bình thường một chút. Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu build PC này nhá. 3.6-3.7 triệu cho một cái vỏ cây đẹp như này. Em cũng nghĩ là một cái mức giá hợp lý. Và cái vỏ cây này thì như mình biết là có thể gắn được cả memory ATX, đúng không anh? Đúng rồi, vỏ này thì gắn được từ ATX đến ITX. Thích gắn như nào cũng được. Mình có thể thay đổi layout. Đúng rồi. Nhưng mà vì sao mà ở đây lại gắn con main ITX? Tại vì khi mà gắn ITX này thì mình sẽ có được nhiều diện tích, nhiều không gian hơn cho những thành phần linh kiện còn lại, ví dụ như là tản nhiệt nước. Đúng rồi, anh khách lựa chọn rất là hợp lý. Cái bộ này đắt tiền này mà mình lại không được đem nhà khách nhỉ? Đúng rồi, bộ này thì hơi tiếc một chút, tại vì căn bản là thời điểm này dịch bệnh nó vẫn còn hơi căng thẳng, cho nên là thôi hạn chế tiếp xúc gần. Vâng. Nên chúng ta sẽ chỉ có là lắp máy ở đây thôi. Lắp máy xong rồi anh khách đến lấy thôi. Đúng rồi. Anh khách, chúng ta hôm nay lựa chọn một cái CPU khá là đặc biệt đấy nhỉ? Con CPU này khủng đấy. Đây là i9-12900K. Thì anh đánh giá thế nào về nhiệt độ của CPU này và liệu rằng những cái tản nhiệt AIO bình thường có đủ để cung cấp gọi là mức độ tản nhiệt cho nó không? Theo như một vài cái bài đánh giá qua thì cái CPU này hiện tại đang có một cái nhiệt độ khá là cao. Tại vì về cơ bản là các cái dòng main bây giờ hiện tại, những cái dòng Z690 ấy, nó đã mở khóa sẵn cái hệ số PL2 rồi. Vâng, PL2 rồi, cho nên là gần như cái mức điện năng tiêu thụ nó luôn cao. Luôn ở mức cao khi mà chạy những cái tác vụ nặng ấy. Nên là bù lại đi kèm đó thì nhiệt độ nó sẽ cao thôi, tại vì nó ăn nhiều điện mà. Và thực sự cái lựa chọn về cái tản nhiệt custom này là rất là hợp lý cho cái bộ máy của anh khách của chúng ta. Bây giờ thì em đang lắp đó chính là một cái thanh ở dưới này để anh có thể lắp rát dày ở dưới. Sao anh lắp thêm một cái trên nhá. Đây là dùng block của IK và block này có RGB không anh? Block này có RGB nhé. Nhưng mà một điểm đặc biệt là cái bộ máy này anh chủ nhân là anh không muốn chơi RGB. Nên là mọi người có thể thấy đây này, tất cả quạt là đều màu đen. Quạt đều là IK Vada Evo đây. Đúng rồi. Và là nó full đèn không sáng một chút nào. Về cái phần sáng thì mình sẽ vẫn đánh đèn lên khu vực block CPU, block VGA cùng với cái bơm nữa, nhưng mà nó sẽ là đèn một màu thôi, sẽ đánh màu trắng. Tức là chỉ đơn sắc thôi để cho nó đơn giản. Đơn sắc, nó vẫn bị không để cho cái cây bị quá tối. Vẫn nhìn được một chút ánh sáng. Anh đã gọi là xác định được đường đi của nước chưa? Là anh sẽ muốn ra hướng nào chưa? Về cơ bản thì cái port này nó anh sẽ ở bên này. Ok. Ở bên này đi, anh sẽ hợp lý. Rồi, thế để em phân bố quạt đúng kiểu, đúng chiều. Cái rat này thực sự là dày và rất là nặng. Khi mà em cầm đã thấy sự khác biệt giữa hai rat rồi. Ui. Đây là hàng thuộc hàng top của IK đúng không anh? Rồi, đây là hàng top đấy. Ui già già, nhìn trông dày trên này. Đây anh em có thể thấy sự dày đây, nặng của nó đây. Cái này như một cái cả màn hình 3 slot vậy. Rất là cứng, để mình xem nào. Ở
trong bộ máy này thì có sử dụng vỏ cây là Liên Li O11 Dynamic Mini. Cái vỏ cây này nó có một kích thước khá là nhỏ gọn, nhưng bù lại là cái không gian bên trong nó rất là tốt. Cho nên là khi mình bố trí cây tản nhiệt nước bên trong, mình đã làm ở đây là 2 cái rát 360. Ở bên trên là một con rát kích thước cỡ 45mm, kích thước trung bình, còn ở dưới là một cái rát 60mm. Thì là cái rát kích thước dày. Thì trong cái bộ máy này nếu mà được bố trí 2 rát thế thì cái hiệu năng tản nhiệt nó rất là tốt. Tại vì bản thân khách hàng cũng có cái yêu cầu là sử dụng cái cấu hình thuộc đầu bảng hiện nay, chỉ là con chip i9-12900K và các đồ họa là RTX 3080 Ti. Cho nên là theo đánh giá của mình, nếu mà không bố trí 2H thì sẽ không đủ hiệu năng tản nhiệt cho cái combo này. Thì anh khách của chúng ta hôm nay là chọn là SSD 980 Pro đến từ Samsung, và đây là phiên bản 1TB, thì cái này khoảng tầm gần 5 triệu nhỉ? Anh chưa nhìn lại giá, nhưng mà con này chắc chắn là không có giá rẻ đâu. Vâng, đây là một SSD có hiệu năng rất là cao và sử dụng PCIe Gen 4, rất là phù hợp với chiếc mainboard và CPU thế hệ tương lai này. Ok, thì sẽ lắp vào nhá. Okay. Cái này lắp hơi mệt đấy. Cần lắm mọi người giải tỏa stress trước đây. Thế luôn. Rồi, sao nào? Còn một con ốc cuối cùng mà góc này kiểu nó cứ kiểu chéo chéo như được. Cẩn thận đừng gầy cái gen nhé, cái gen này nó bị chết, cái gen này không xoáy được cái đầu ở dưới này. Quay ở dưới. Ok, bây giờ thì mình đã lắp xong cái rát ở dưới rồi, và mình sẽ để cái rát ở trên cho thì anh Tuấn anh lắp. Ok, anh xong vụ main cho anh nhỉ? Anh cũng lắp xong block ở main rồi, bây giờ anh sẽ lắp lên đấy và lắp rát. Vâng, ok. Thế thì bây giờ em sẽ đi cái block nước của cạc nhá. Ok, bây giờ Hoàng sẽ chịu trách nhiệm là tháo cái tản zin của cạc ra và thay block nước vào. Khi mà mình lắp đặt chiếc cái block nước vào trong chiếc cạc RTX 3080 Ti Asus Tube này thì nó không gặp quá là nhiều khó khăn. Bởi vì thứ nhất là chiếc cạc này thì sẽ không có những chiếc ốc đặc biệt, mà chỉ có là ốc bốn cạnh thôi. Cho nên là cái kit tua vít của EK cũng đáp ứng được, bởi vì nó khá là nhỏ. Và nhưng mà có một điểm cần lưu ý, đó chính là trên những chiếc block của EK, những cái backplate của EK thì họ sẽ có những cái gọi là thermal pad, nó có nhiều độ dày khác nhau, và mình sẽ phải nhìn kỹ càng vào cái hướng dẫn sử dụng để lắp vào và cắt cho đúng chuẩn. Còn cái việc lắp, sau khi mà lắp cái block nước xong thì chiếc cạc đã trở nên rất là gọn, rất là nhỏ và khá là mỏng. Thế nên là việc lắp vào trong vỏ cây rất là dễ dàng. Có một cái phần vướng mắc khi trong cái quá trình lắp đặt, đó chính là khi mình lắp bơm. Thì do khách hàng có yêu cầu là muốn sử dụng cái lõi bơm D5 thay vì DEC như mọi khi mình vẫn dùng, cho nên là cái kích thước nó có lớn hơn một chút. Ở cái phiên bản bơm DEC thì cái kích thước đằng sau nó rất là mỏng, còn ở D5 này thì nó sẽ dày hơn khá nhiều. Cho nên khi lắp vào cái phần vỏ cây nó đã bị vướng và không đóng được cái nắp phía sau. Do đó cho nên mình đã phải dùng những cái gông để bắt cho nó, làm sao nó dịch cái bơm ra ngoài phía trước một chút để có thể vừa và đóng được cái nắp đằng sau. Put your hands on my back, boy. Lead me to the brightest of my days. Wrap your arms around me, boy. Give me all the comfort that I crave, and I will follow you anywhere, anywhere you go. I'll follow you. Follow you. I will follow you anywhere,
Dạ vâng, sau nhiều giờ lắp đặt, lắp cho block, cho CPU này, cho cả cam màn hình này và rất là nhiều cái RAT ở đây thì bộ nước này đã xong. Và hiện tại thì anh Tuấn Anh cảm thấy thế nào với bộ nước này nhỉ? Em có thể thấy là có rất là nhiều những đường ống khá là lạ so với những gì mà bình thường anh làm. Thì anh cảm thấy thế nào? Nếu mà so ra với các bộ máy thông thường thì cái bộ này do nó kích thước nó nhỏ hơn một chút, cho nên là trong quá trình lắp đặt thì cũng có một vài cái vướng mắc nhỏ nhỏ. Nhưng mà nếu mà nói về tổng quát chung thì gần như là cũng khá là dễ dàng. Tại vì căn bản những phần chính là do cái vỏ cây này nó đã hỗ trợ rất là tốt cho cái bộ phận đặt nước custom rồi. Trong lúc mà chúng mình lắp thì cũng cảm thấy rất là khá là dễ dàng lắp những thứ này vào. Tuy là có một chút là giới hạn về kích cỡ thôi, nhưng mà mọi chuyện sau cuối cùng thì vẫn giải quyết được. Thì cũng có một chút khó khăn ở đây anh nhỉ. Nhưng mà rõ ràng thì bộ PCB này đã được lắp xong. Và thực sự rất là cảm ơn anh khách đã lựa chọn hai con để build bộ nước này. Và rất cảm ơn anh em đã xem video này. Và hẹn gặp anh em tại một video sau nhé.